Có, anh xem rất là nhiều bộ phim X-Men trước đây rồi. Mẹ em đã coi, mẹ phải ép hết vậy. Mình đã xem hết rồi. Dạ rồi, mình đã từng xem qua. Why did you make me do that? Sự hoành tráng của chị đại, chị đẹp duy nhất trong phim. Khi mà những người X-Men đã già giống như anh chạy nhanh nè, hoặc là chi lúc còn trẻ, thì xem thử xem cô ta mạnh thế nào. Mình đang rất là tò mò, không biết là cái ác nhân mà đang điều khiển tâm trí của phù hoàng ác ám sẽ là ai. Cười sói. Mình ấn tượng nhất là với nhân vật Mystique và Magneto. Trong X-Men anh thích nhất là Wolverine, đó là Long An. Mình ấn tượng nhiều nhất với nhân vật Professor X của James McAvoy. Thì anh đã chết rồi nên mình cảm thấy rất là thực sự rất là mong là sẽ có một phần phim nào đó người đó sẽ đột nhiên được sống lại. Shokirazu. Tell me how we fix this, Charles. Tell me what to do. I don't know what to do. X-Men Dark Phoenix là một phần rất là hoành tráng, rất là đặc sắc, với lại làm cho mình hồi hộp muốn đi xem phim. Đáng để làm một phần kết, và càng xem thì mình càng mong đợi hơn để xem được bản full vào ngày 7 tháng 6 sắp tới. Cảm nhận của anh sau khi xem xong 20 phút chiếu đặc biệt của phim là anh mong thời gian sẽ trôi qua nhanh để chúng ta mau tới với ngày 7 tháng 6 để được chính thức xem bộ phim ở ngoài rạp. Anh chờ. Hồi hộp. Cảm động. Đặc sắc. Bất ngờ và kịch tính. 20/10, quá xuất sắc luôn. 10. Nếu như đánh giá trên 2 điểm 10, anh sẽ cho phim 11 điểm. Tại vì 10 điểm phim hay và 1 điểm là anh đã được xem trước. You want to believe people are something that they are not. By the time you realize who they are. Mọi người ơi, ngày 7 tháng 6 này, phim X-Men Dark Phoenix, Phượng Hoàng Bóng Tối sẽ chính thức ra rạp tại tất cả hệ thống rạp, đặc biệt là hệ thống rạp Galaxy. Chắc chắn là một bộ phim không thể nào bỏ qua, một bản sử thi hoành tráng, hùng tráng nhất cho các siêu anh hùng X-Men. Những siêu anh hùng đã gắn liền với thế hệ của chúng ta trong suốt 20 năm qua không thể bỏ lỡ.